Hôm nay mình sẽ làm món gan xào tỏi nhé. Nguyên liệu mình cần chuẩn bị ở đây là gan. Các bạn dùng cho mình khoảng 300 đến 500 gan, tùy các bạn ăn nhiều hay ít nhé. Gan tươi nhé, ngũ vị hương này, tỏi, gan xào tỏi mà nên chắc chắn phải có tỏi này. Các bạn nào ăn được ớt thì lấy thêm quả ớt nhé. Còn gia vị thông thường ở đây gồm có hạt lêm này, bột ngọt này, hạt tiêu này và dầu hào. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thái gan và mình trần qua gan cho nó hết những cái chất tanh và những cái chất không tốt đấy. Có hai cách để sơ chế gan. Một là các bạn trần gan qua với nước nóng, thái gan xong trần với nước nóng. Hai là các bạn cho gan vào sữa tươi không đường để các bạn ngâm khoảng nửa tiếng. Khi thái xong mình ngâm sữa tươi không đường ngâm khoảng nửa tiếng thì gan của chúng ta nó sẽ ngậy hơn khi mà mình xào. Còn cách đơn giản nhất là trần bằng nước nóng nhé. Các bạn đun một nồi nước nóng lên, sau các bạn cho gan vào các bạn trần. Gan thì các bạn nên thái mỏng để khi xào nó nhanh chín ấy. Những cái phần gan nó mỏng như này ăn rất là ngon. Đây. Gan tươi là gan nó không bị thâm quá, màu nó không bị thâm đen quá. Thái mỏng như các bạn nhé, mỏng và đều tay để khi mà mình trần ấy, thì nó sẽ chín đều ấy. Khi nấu thì nó dễ chín đều và nó nhanh chín ấy, thì nó sẽ không bị khô gan ấy. Trần xong thì các bạn để vớt ra để ráo nước và mình ướp với ngũ vị hương, mắm muối, gia vị thông thường là mình vừa giới thiệu đấy và một ít bột ngũ vị hương. Tỏi thì các bạn đập dập để phi thơm nhé, bóc ra và đập dập phi thơm. Xào. Các bạn nào thích ăn thêm hành ấy, thì xào lẫn với hành tây cũng được nhé. Còn nếu mà xào ngũ vị xào tỏi không thì không thích ăn hành thì không cần cho thêm hành tây nhé. Còn thích thì cho thêm củ hành tây sẽ càng ngon nhé. Nhớ là gan chỉ xào chín tới nhé. Khi mình trần như này rồi thì xào gan chắc chỉ mất khoảng 3 phút thôi. Đừng xào chín quá thì nó sẽ bị cứng và khô gan ấy. Chuẩn bị luôn một nồi nước nóng để mình trần nhé. Đun một nồi nước nóng như này. Khi nước nó sôi lên khoảng 1 phút thì các bạn vớt gan ra nhé. Và để ráo nước rồi mình đi xào để đi ướp. Đợi nó sôi trở lại khoảng 1 phút để tắt bếp nhé. Các bạn đun này để cho nó mất cái nước máu đi ấy, thì khi mà mình nấu ra nó vừa không bị hôi, không bị tanh mà nó lại còn đảm bảo không có chất độc ấy. Những chất không cần không tốt. Cho nó sôi trở lại khoảng 1 phút thôi, phải ra nó chín khoảng 70-80% nhé. Rồi bây giờ các bạn vớt ra để ráo nước rồi các bạn có thể xả lại bằng nước sạch để cho nó hết viêm bọt ở bên trên gan ấy. Rồi các bạn để ráo nước rồi đi ướp. Khi mà trần xong và rửa qua lại cho nó sạch rồi nhé thì các bạn đi ướp gia vị cho mình, ướp cho nó vừa ăn luôn nhé.
hoặc là hơi nhạt một chút xíu. Khi mà xào xong thì các bạn cho mình thêm một chút xíu nước mắm cho nó thơm ấy. Đây là gần một thìa cà phê hạt lê này. Bạn nào thích ăn cay thì cho thêm quả ớt nữa. Dầu hào cho 1,5 thìa cà phê nhé, cho màu sắc nó đẹp. Hạt lê mình cho nửa thìa cà phê. Nước mắm này khi mà xào xong thì mình cho xong. Hạt tiêu cho nửa muỗng cà phê, cho nó hơi thơm, có mùi một chút cho nó thơm đó. Còn ngũ vị hương thì ở đây với 500g gan này thì mình cho lửa gói ngũ vị hương nhé, không cho nhiều quá. Bây giờ đảo đều và ướp 10 phút. Trong khi chờ đợi thì mình đi bóc tỏi và phi thơm tỏi. Để cho nó ngấm hơn thì các bạn cho thêm mình một chút dầu ăn vào nhé, thì khi ướp thì nó nhanh ngấm hơn ấy. Có thể ướp luôn nước mắm mắm không, nhưng mà theo mình thì khi mà xào gần chín thì mình ướp cũng được nhé. À, mình cho vào cũng được nhé. Và bây giờ chỉ cần ướp như này thôi là rất là ngon rồi. Cho thêm chút dầu ăn vào. Chút dầu ăn vào để cho nó ngậy hơn ấy, và nó ngấm gia vị hơn ấy, khi mà mình xào. Còn 2 thìa cà phê dầu ăn. Ướp này rất là ngon rồi. Và bây giờ chỉ cần chờ đợi là được. Chờ 10 phút sau. Trong khi chờ thì mình lại làm việc khác, đi bóc tỏi. Rất đơn giản, là chỉ cần xào với tỏi là mình có một đĩa rồi. Nếu các bạn có cho đủ được nguyên liệu như vậy ấy, thì ăn nó sẽ rất là ngon ấy. Còn nếu không có dầu hào thì các bạn bỏ qua cũng được, nhưng mà lúc đấy để gia vị là nêm thêm một chút đường cho nó ngọt hơn ấy, và thêm một chút hạt lêm nữa. Đập tỏi nhé, để mình phi thơm nhé. Thịt cũng đợi thời gian đã ướp được gần được 10 phút rồi. Các bạn cho mình 2 thìa ăn phở cho ăn nhớ nhé. Đun dầu nóng lên thì mình cho tỏi vào phi thơm nhé. Khi thơm lên thì phải cho gan vào xào là được. Đây, khi tỏi bắt đầu nhả sang lên màu vàng này nhé, thì các bạn cho gan vào xào. Các bạn không cần để cho lửa to quá đâu, cho lửa vừa thôi để cho nó không bị cạn nước. Và 3 phút thì nó sẽ cạn nước, và lúc đấy thì gan của chúng ta chín nhất. Còn cho lửa cao quá nhanh cạn nước thì không kịp để cho gan chín. Bây giờ các bạn nhé, xào cho mình 3 phút là được không? Lửa vừa đấy. Bây giờ cứ cho lửa vừa này. Đợi 3 phút là được nhé. Các bạn cứ xào cho mình 3 phút thì mình đã chần rồi. Đừng xào lâu quá nhé, này nó sẽ không ngon. Đấy, sắp được rồi các bạn nhé. Trước khi tắt bếp thì các bạn cho mình một chút nước mắm vào cho nó thơm nhé. Rồi cho mình một chút nước mắm vào nhé. Xào tỏi này nên nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nhìn nó bắt mắt ấy, và rất là thơm ấy, không hề có mùi tanh. Đã ướp cái các gia vị như này rồi ấy. Rất là thơm. Mình muốn để nguyên cái màu sắc này nên mình không cho hành nhé. Còn các bạn nào mà thích màu thêm màu đỏ và màu xanh ấy, thì cho ít hành lá và một ít ớt cắt nát. Bây giờ đĩa này mình xong cái món này nhé. Các bạn nhé, nhìn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
Đây là mình đã làm xong nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.